Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam VPA nhằm tổng kết về tình hình sản xuất kinh doanh của ngành trong 6 tháng đầu năm và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, đại diện VBA cho biết, hiện nay tỷ lệ tồn kho của ngành bia rượu vẫn tăng cao, tốc độ tiêu thụ chậm hơn so với tốc độ sản xuất, khiến cho nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Do vậy, cần tăng cường quản lý, kiểm soát rượu phi thương mại, rượu do dân tự nấu. Bên cạnh đó, việc hội nhập cộng đồng ASEAN sẽ có tác động không nhỏ tới thị trường trong nước. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đề nghị vụ công nghiệp nhẹ, vụ thị trường trong nước, vụ kế hoạch tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Về những ý kiến đề xuất của Hiệp hội liên quan đến chính sách thuế, Bộ Công Thương sẽ có ý kiến gửi Bộ Tài chính xem xét cụ thể. Cuối cùng, thì các doanh nghiệp ngành đồ uống cần nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm. Hiệp hội cần tiếp tục phản ánh kịp thời những vướng mắc của ngành đối với Bộ để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ.